máy nữa. Cho 5, cho mấy, cho 3, cho mấy, cho 9, thấy chưa? Thấy chưa? Chúng ta học dấu hiệu chia hết cho mấy, dấu hiệu chia hết cho 2, dấu hiệu chia hết cho 5, dấu hiệu chia hết cho 3, dấu hiệu chia hết cho 9, thấy chưa? Còn một cái nữa là cái nào, nhớ không? Cho không nè, dấu hiệu chia hết cho không. Không đúng, không đúng con. Dấu hiệu chia hết cho 2, dấu hiệu chia hết cho 5, dấu hiệu chia hết cho 3, dấu hiệu chia hết cho 9. Còn dấu hiệu chia hết cho mấy nữa? Huyên, còn dấu hiệu chia hết cho mấy nữa con, nhớ không? Dấu hiệu chia hết cho 2 và... và 5. Rồi bây giờ dấu hiệu chia hết cho 2. Dấu hiệu chia hết cho 2, nói lại cho cô nghe nè. Chẵn là những chữ số chẵn và là những chữ số có tặng cùng. Tặng cùng là mấy? Là những chữ số mà có tặng cùng là chữ số 2, 0 nè, chữ số 2 nè, chữ số 4 nè, 6 nè, 8, thấy chưa? 10, đầu đâu ra 10? 10 là chữ số tặng cùng là mấy rồi? Là 0, chúng ta quay lại. Thấy chưa? Như vậy dấu hiệu chia hết cho 2 là... Dấu hiệu chia hết cho 2 là những cái chữ số của chúng ta là... phải có tận cùng là 0, là 2, là 4, 6, 8. Còn dấu hiệu chia hết cho 5 là gì đây? Dấu hiệu chia hết cho 5 là gì? Nhớ không? Dấu hiệu chia hết cho 5 nhá. Rồi, con nói nghe nè. 5 10 15 20. Alo, 20 là 0. Tới 15. Rồi bạn Tiến thì bảo là 5, 15, 25, 35, 45. Bạn Hoàng là bảo sao nhỉ? 5, 15. 5, 10, 15. Vậy hai bạn đó nói đúng hay nói sao? Anh Khoa. Hai bạn đều nói sai hết. Sai là sai. Đúng rồi. Dấu hiệu chia hết cho 5 thì chúng ta cũng chỉ cần xét chữ số tặng cùng. Nếu chữ số tặng cùng của chúng ta chỉ cần là số 0 hoặc là chữ số gì, hoặc là chữ số 5 thì nó sẽ chia hết cho 5. Ví dụ như 10. Ví dụ như 10. Tặng cùng là mấy đây? Tặng cùng là 0 nè. Thì sẽ chia hết cho 5. Ví dụ như 15 nè. Tặng cùng là mấy đây? Tặng cùng là 5. Thì sẽ chia hết cho 5. Dấu hiệu chia hết cho 2 và 5 là gì con? Là gì đây? Baby, dấu hiệu chia hết cho 2 và 5 chúng ta sẽ xét đến chữ số tặng cùng nha. Tặng cùng, tặng cùng là mấy thì chia hết cho 2 và 5? Tặng cùng là 0 nha. Cô lấy ví dụ ở đây số 10, chữ số 10. Đây, cô lấy ví dụ như chữ số 10. Chữ số 10 này tặng cùng là 0. Chữ số 10 này là tặng cùng là 0 thì chia hết cho 2 không? Có. Chữ số 10 này tặng cùng là mấy đây? Là 0. Có chia hết cho 5 không? Có. Vậy thì dấu hiệu chia hết cho 2 và 5 là chữ số tặng cùng của chúng ta là chữ số 0. Chữ số 0. Dấu hiệu chia hết cho 3 nè. Nhớ không? Chia cho 3 và dấu hiệu chia hết cho 9. Chúng ta chỉ xét đến gì? Tổng các chữ số.
tổng các chữ số. Tổng các chữ số con hiểu câu đó không? Tổng là phép gì? Tổng là phép gì? Phép cộng. Cộng tất cả các chữ số này mà anh ta chia hết cho ba. Tổng tất cả các chữ số này mà chia hết cho ba thì sẽ chia hết cho ba. Cô lấy ví dụ. Cô lấy ví dụ. 1 0 5. Số 105 có chia hết cho ba hay không? Thì chúng ta đang nói vấn đề là gì? Muốn xét dụ, muốn xét anh ta có chia hết cho ba hay không thì chúng ta phải cộng tất cả các chữ số lại với nhau. Xem thử bằng bao nhiêu và xem cái số đó có chia hết cho ba không ạ. Nếu chia hết cho ba thì số của chúng ta chia hết cho ba. Ví dụ số 105 thì chúng ta cộng tất cả các chữ số lại với nhau. Tức là chúng ta có chữ số 1 cộng chữ số tiếp theo là 0 cộng chữ số tiếp theo là 5. Kết quả của chúng ta bằng bao nhiêu hả? 6. Vậy số 6 này có chia hết cho 3 không? Số 6 này của chúng ta chia hết cho 3 nên là số 105 này của chúng ta như thế này. Chia hết cho 3. Nhớ lại chưa? Nhớ lại chưa? Rồi, bây giờ để dấu hiệu chia hết cho chị. Dấu hiệu chia hết cho chị Huyết. Rồi, tổng các chữ số. Tổng các chữ số. Tổng các chữ số này anh ta phải chia hết cho chị. Thì số của chúng ta mới chia hết cho chị. Cô lấy ví dụ. Cô lấy luôn ví dụ này đi nha. Cô lấy luôn cái ví dụ 105 này đi. Đấy. Thì con thấy là cái số 105 này tổng các chữ số là bằng bao nhiêu? Lấy số 1 cộng chữ số 0 cộng chữ số 5 bằng 6. Vậy thì cái thằng này có chia hết cho 9 không? 6 không chia hết cho 9 thì dẫn tới 105 này của chúng ta như thế nào? 105 này của chúng ta không chia hết cho chị nha. Cô lấy một số khác đi. Cô lấy một cái ví dụ khác đi. 117. Bây giờ chúng ta xét cái số 117 này anh ta có chia hết cho chị hay không, đứa nào biết? Và nếu như mà chia hết thì lý do vì sao chia hết? Tiến. Vì sao? Bởi vì bạn Tiến lúc này, bạn Tiến lấy số 1 nè, chữ số đầu tiên nè, cộng cho số 1, chữ số tiếp theo, cộng cho số 7. Kết quả của chúng ta là bằng 9. Mà 9 thì chia hết cho 9. Này, 117 này của chúng ta sẽ chia hết cho 9 nha. Vậy nhắc lại cho cô, dấu hiệu chia hết cho 5 là gì? Dấu hiệu chia hết cho 2 là gì? Cho 2 và 5. Rồi cho 3, cho 9. Đó là nè, dấu hiệu chia hết cho 2 chúng ta chỉ xét đến chữ số tận cùng nha, là 0, 2, 4, 6, 8. Dấu hiệu chia hết cho 5 chúng ta cũng xét đến chữ số tận cùng là 0 và 5. Dấu hiệu chia hết cho 2 và 5 chúng ta xét đến chữ số tận cùng. Tận cùng là 0. Dấu hiệu chia hết cho 3 chúng ta xét đến tổng các chữ số. Tổng các chữ số chia hết cho 3 thì số của chúng ta sẽ chia hết cho 3. Tương tự dấu hiệu chia hết cho 9 chúng ta cũng xét đến tổng các chữ số nha. Đó là vấn đề về lý thuyết, cô nhắc lại cho tụi con. Bây giờ 2.15 nè. 2.15. Đọc cái đề 2.15 ngay nào. Vì dùng 3 chữ số. Nghe nghe cô phân tích đề nha. Dùng 3 chữ số. Chữ số 3, chữ số 0, chữ số 4. Hãy viết các số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau. Tức là con
chỉ được phép dùng ba cái thằng này thôi này, thằng số 3, thằng số 0, thằng số 4. Viết tất cả các số tự nhiên có ba chữ số khác nhau và thỏa mãn một trong hai điều kiện. Điều kiện ở câu A là các số đó chia hết cho 2. Các số chia hết cho 2. Các số chia hết cho 2. Thì ở đây chúng ta nói đến vấn đề là gì? Muốn cái số đó chia hết cho 2, chúng ta chỉ xét đến chữ số gì? Tận cùng. Nếu chữ số tận cùng là 0, 2, 4, 6, 8 thì là chia hết cho 2. Ở bây giờ 3, 0, 4 chúng ta có số gì? Chúng ta sẽ có chữ số 0, đúng không? Chúng ta sẽ có chữ số 4. Bây giờ trường hợp đầu tiên, trường hợp đầu tiên cô bắt cái thằng chữ số 0 cô đặt ở cuối cùng đi, đúng chưa? Thì chúng ta còn mấy số nữa? Còn hai số nữa, đó là số mấy? Rồi số 3 và số mấy nữa? Vậy thì hai cái chữ số 3 và chữ số 4 cô đặt ở đằng trước. Đây được không? Vậy thằng này có chia hết cho hai không? Có. Vậy tiếp tục, cô vẫn giữ chữ số 0 ở cuối cùng. Bây giờ cô chỉ đảo hai thằng đầu tiên thôi. Cô sẽ được chữ số gì? 4. Rồi gì nữa? 3 không. Hết chưa? Hết chưa? Rồi giải quyết thằng số 0 rồi nè. Bây giờ chúng ta lại thấy có thằng số 4 này. Vậy thì nếu như mà cô đặt cái thằng số 4 ở vị trí cuối cùng, ở vị trí cuối cùng, thì hai cái thằng đầu tiên của cô sẽ là hai thằng này. Rồi thằng 3. Rồi thằng mấy nữa? Thằng 0. Được chưa? Rồi bây giờ ví dụ như cô để số 4 ở cuối cùng đi. Hoàng ơi nhìn đi bạn con, cô đảo hai thằng này đi, 0, 3. Vậy cái thằng số 0, 3, 4 này được không? Cô lấy không? Vì sao không Lan Anh nhỉ? Vì sao không? Đúng rồi. 0, 3, 4 thì cái chữ số 0 ở đầu tiên này này, nó vô nghĩa. Và nếu như mà chúng ta biết lại là thằng số 34 có hai chữ số mặt rồi, thì thằng này chúng ta không được phép nha. Vậy các số chia hết cho 2 của chúng ta là bao nhiêu số đó? Ba số, số nào Hoàng nhỉ? Số nào? Ba trăm. Ba trăm mấy? Ừ, 340, đó là số đầu tiên, thấy chưa? Còn số nào nữa không? Còn số 340. Đúng rồi, thấy chưa? Còn số này nữa, 430. Nhắc lại nghe nè Vi. Các số chia hết cho 2. Câu A, các số chia hết cho 2. Các số chia hết cho 2 là 340. Con trình bày vô đi con. Không ghi đề, chỉ cần ghi là bài 2.15. Câu A, số chia hết cho 2 là 340, 430 và 304. Rồi câu B, các số chia hết cho 5. Các số mà chia hết cho 5. Đây. Thì chúng ta phải nghĩ đến cái gì? Dấu hiệu chia hết cho 5. Các số chia hết cho 5 thì chữ số tận cùng phải là chữ số mấy đây Vy? Chữ số 0 và 5.
chữ số tận cùng của chúng ta phải là chữ số 0 và 5. 0 và 5. Vậy thì ở đây chúng ta đặt ra 304. Chúng ta đang nói vấn đề là chữ số tận cùng. Vậy ai sẽ là thằng cô đặt ở cuối cùng? Vy nhỉ? Thằng nào cô sẽ đặt ở cuối cùng? Ở số 0 và số 5. Nhưng mà trong cái bài của chúng ta có số 5 không? Chỉ có số mấy? Đúng rồi, chữ số 0 ở cuối cùng. Vậy chúng ta còn những thằng nào? Thằng nào chúng ta sẽ đặt trước đây? Đúng rồi, 340. Thấy chưa? Rồi, 430. Thấy chưa? Và dấu hiệu chia hết cho 5. Các số chia hết cho 5 ở đây chúng ta có mấy số? 2 số. Số nào Hoàng nhỉ? Các số chia hết cho 5 chúng ta có 2 số. Số 340 và 430. 2.16 của chúng ta. Từ các số 5, 0, 4, 2. Viết các số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau. Sao cho mỗi số đó chia hết cho 3. Rồi, chia hết cho 3. Dấu hiệu chia hết cho 3 của chúng ta là gì? Là tổng các chữ số. Tổng các chữ số chia hết cho 3. Đây. Dấu hiệu chia hết cho 3 thì phải nhớ đến là tổng các chữ số. Bây giờ nhiệm vụ đầu tiên của con là xem được trong 4 số này con bắt ra 3 thằng. Miễn sao 3 thằng đó con cộng lại con chia hết cho 3 là được. Là chúng ta sẽ bàn tiếp cái vấn đề là chúng ta đặt các số như thế này. Bây giờ số 5, số 0, số 4, số 2 bắt ra cho cô 3 thằng. Mà sao là cộng 3 thằng đó lại với nhau chia hết cho 3. Một mình bạn Huy à? Rồi Lan Anh. Thằng 5, thằng số 0, thằng số 4. Nếu chúng ta cộng 3 thằng này lại với nhau thì ra bao nhiêu? 9. Mà 9 thì sẽ chia hết cho 3. Tiếp tục. Thằng nào nữa nhỉ? Có thể bắt ra được thằng nào nữa? Huyên. Thằng 4. Thằng gì nữa? Thằng 2. Bắt ra 2 thằng à? Họ yêu cầu chúng ta là 3 chữ số mà. Con phải bắt ra. Bắt ra 3 thằng chứ. Không. Còn thằng nào nữa không nhỉ? Thấy chưa? Rồi, hết rồi thì bây giờ chúng ta sẽ dựa vào đây. Chúng ta sắp xếp các chữ số. Nha. Trường hợp đầu tiên 504. Trường hợp đầu tiên là 504. Chữ số 5, chữ số 0, chữ số 4. Câu bảo là cộng 3 thằng này lại với nhau thì nó ra 9. 9 thì chia hết cho 3. Đúng. Vậy thì bây giờ cô sẽ dựa vào 3 thằng này cô sắp xếp. Nha. 504 cô sẽ viết lại chữ số đầu tiên. Thằng 504. Thằng này chia hết cho 3 không? Có. Đảo vị trí nè. 504. Bây giờ cô giữ lại thằng đầu tiên đi. 5. Cô đảo vị trí hai thằng cuối cùng. Đây. Thì cô sẽ được số mới là số mấy? 4. 0. Chỗ này được không? Rồi. Tiếp theo là gì nhỉ? Giả sử như cô đặt chữ số 0 đầu tiên đi. Cô lấy thằng này làm trung tâm. 5, 4. Thằng này cô lấy không? Không. Lý do là nếu chúng ta viết như thế này thì 0, 5, 4 chính là bằng số 5, 5, 4. Hai chữ số mất rồi. Và cái này sai. Tiếp theo là cô sẽ lấy chữ số nào làm trung tâm? Chữ số 4.
Chữ số 4 làm trung tâm, cô sẽ được chữ số gì đây? 4 không 5 được không? Vẫn giữ số 4 làm trung tâm, đảo vị trí hai thằng cuối cùng. 4 gì? 5 không. Chỗ này được không? Chỗ này được chưa? Rồi, bây giờ với chữ số 5, chữ số 0, chữ số 4 thì chúng ta viết lại 1, 2, 3, 4. 4 thằng. 4 thằng này có chia hết cho ba không? Có. Giải quyết xong thằng này. Bây giờ chúng ta xem trường hợp này. Từ 4, 3 chữ số 4, chữ số 2, chữ số 0 sắp xếp cho cô nè. Chúng ta được những số nào? Ai làm được cái thằng này? Huyên. Hoặc là 402. Thấy chưa? Rồi, chúng ta lấy 2 làm trung tâm. Chúng ta được gì? À, 240. Rồi, đảo 204. Thấy chưa con? À, phải quy lại trong mấy bài 2.16 này. Nếu chúng ta sử dụng 4 chữ số này, chúng ta sẽ sắp xếp được bao nhiêu thằng? Chia hết cho ba. Như vậy trong bài 2.16 này chúng ta sẽ sắp xếp được 8 chữ số. Chia hết cho ba. Thứ nhất 504. Thứ hai 540. 405. 450. 420. 402. 240 và 204. Rồi bài này được không này? Rồi chúng ta trình bày vô nha. Các số chia hết cho ba. Các số chia hết cho ba. Con ơi, trình bày đi không ạ? Đúng rồi, muốn tìm ước thì chúng ta thực hiện phép chia. Và muốn tìm bội thì chúng ta thực hiện phép. Phép gì? Phép nhân. Cô viết qua bên này xíu nha. Cái màn hình nó che rồi. Muốn đi tìm ước của A là chúng ta thực hiện phép chia. Phép chia và lấy chính cái thằng A này, chúng ta sẽ chia bắt đầu từ chữ số mấy? Chữ số 1 cho đến chính thằng A. Muốn tìm bội của A thì chúng ta sẽ lấy chính thằng A này, chúng ta nhân từ chữ số mấy? Chữ số 0, số 1, số 2, nhân rất là nhiều. Nha, nhớ lại giùm cho cô cái điều đó. Muốn đi tìm ước thì chúng ta thực hiện phép chia, mà muốn đi tìm bội thì chúng ta thực hiện phép nhân. Đi vào phần một nhỏ, số nguyên tố và hợp số. Một nhỏ, số nguyên tố và hợp số. Có thứ không ạ? Không. Gạch ngang bỏ qua. Một nhỏ số nguyên tố và hợp số. Rồi, ví dụ. Ví dụ. Con ghi cái ví dụ này mà. Tìm các ước của các số. Số 2, số 3, số 4, số 5. Tìm các ước của các số 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Rồi. Họ bảo con là tìm các ước của tất cả các thằng này. Tìm ước. Tìm ước thì nhớ cho cô một điều thôi. Là chúng ta thực hiện phép chia. Là chúng ta thực hiện phép chia. Ví dụ đi tìm ước của 2. Ví dụ đi tìm ước của 2. Cái thằng đầu tiên này này. Ước của 2 là chúng ta sẽ lấy số 2 này, chúng ta chia. Bây giờ số 2 này chia hết cho 1 không? Số 2 này chia hết cho 1 không? Mấy đứa?
có thì ước của hai gì? Số 1 là thằng đầu tiên. Đúng chưa? Rồi tiếp, chia xong cho số 1 thì chúng ta chia tiếp cho số mấy? Số 2. Thế hai có chia hết cho hai không? Vậy thì chúng ta được phép lấy số số 2. Đóng mặt lại. Được không? Ước của hai chính là bằng 1 2. Tiếp theo chúng ta đi tìm ước của ba. Đứa nào đi tìm ước của ba cho cô nè. Ước của ba là số nào? Lan, ước của ba. Ước của ba là 1 và 3. Bởi vì ba nó không chia hết cho hai nên là chúng ta bỏ số 2 đi. Ba chia hết cho ba thì chúng ta lấy số 3. Rồi ước của 4 là mấy đây Hoàng? Bạn Hoàng bảo là ước của 4 là bằng 1 đến 4. Đúng không? Không. Ước của 4 là con phải làm từ từ. Con lấy số 4 này con chia. 4 chia hết cho 1 con Hoàng. 4 chia hết cho 1. 5 cũng chia hết cho 1, 6 cũng chia hết cho 1. Vậy 4 chia hết cho 1 lấy số 1. 4 chia hết cho 2 không? Vậy lấy số mấy? 4 chia hết cho 3 không? Không, thế có lấy số 3 không? Ừ. Rồi tiếp. Lấy số mấy? Vậy ước của 4 là bao nhiêu thằng đây? Thằng mấy? Thằng số mấy? Ước của 4 là thằng số 1, thằng số 2, thằng số 4. Tương tự như vậy. Thịnh, ước của 5. Thịnh ơi, ước của 5 là con sẽ lấy số 5 này, con chia từ 1 đến 5. Vậy bây giờ thằng đầu tiên 5 có chia hết cho 1 không con? Lấy số mấy? 5 chia hết cho 2 không? 16, 5 chia hết cho 2 được bay. 5 không chia hết cho 2. Không chia hết cho 2 thì không lấy số 2. 5 có chia hết cho 3 không? 5 có chia hết cho 3 không? Có lấy số 3 không? Đúng rồi, lấy 1 của 5 nha, bạn Thịnh nói đúng rồi nè. Lấy số 1 và lấy số 5. Tiếp theo anh Khoa, ước của 6 là lấy số bao nhiêu? Đúng rồi, ước của 6 là chúng ta lấy số 1, số 2, số 3, số 6. Và lưu ý cho cô một điều là gì? Ngăn cách nhau nha, dấu chấm phẩy nè nha. Rồi ước của 7 Huyên. Chính xác. Ước của 8 Tiến. Chính xác, ước của 8 là 1, 2, 4, 8. Chỗ này thêm dấu chấm nữa nha. Đấy, nếu như mà cô viết dấu phải là cô viết sai rồi đấy nha. Rồi ước của 9 nào, Bảy Lan Anh. Ước của 9 là 1, 3, 9. Ước của 10 nào, Hoàng. Đầu tiên phải chia từ thằng nhỏ nhỏ nhất. 10 chia hết cho 1 không? Lấy số 1. 10 chia hết cho 2 không? Lấy số mấy? 10 chia hết cho 3 không? Lấy số 5, thấy chưa? Được. Vậy ước của 10 mấy thằng? Thằng mấy? Đúng rồi, ước của 10 là 4 thằng. Thằng số 1, thằng số 2, thằng số 5 và thằng số 10. Ước của 11 là số 1 và số 11. Đúng rồi, đây là một loạt các ước. Cô chỉ lấy từ thằng số 2 cho đến thằng số 11 thôi, tượng trưng thôi. Bây giờ con nhìn vào đây này,
Con có nhận xét gì không? Con có nhận xét gì không? Bạn Huyên. À, mọi thằng này đều chúng ta đều thấy là thằng số 1 luôn luôn là ước của tất cả những cái thằng này. Tất cả là nào? Muốn tìm ước của ai thì có số 1. Ước của 3 cũng có số 1. Ước của 4 cũng có số 1. Hay là đến ước của 11 vẫn có số 1. Vậy 1 là ước của mọi số tự nhiên. Bạn Huy nói đúng rồi. Thấy chưa? Rồi bây giờ chúng ta xem nè. Cô đánh dấu tích những cái thằng này. Con thấy có vấn đề gì không? Lan Anh. Đúng rồi. Con sẽ thấy là gì? Thằng 2 hài ước. Thằng 3 hài ước. Thằng 5 hài ước. Thằng 11 cũng hài ước. Như vậy thằng cái thằng nào, cái số tự nhiên nào mà chỉ có hai ước, chỉ có hai ước thôi nha, thì chúng ta gọi thằng đó là số nguyên tố. Được chưa? Cứ thằng nào chỉ có hai ước thì thằng đó sẽ được gọi là số nguyên tố nha. Vậy thì thằng số 2 này sẽ là số nguyên tố, thằng số 3 này sẽ là số nguyên tố, thằng số mấy nữa nhỉ? Thằng mấy nữa? Đúng. Rồi thằng mấy nữa? 10, 11. Được chưa? Thịnh ơi. Alo. Bạn Thịnh ơi. Bạn Thịnh tắt cam rồi, bạn Thịnh sướng quá. Số nguyên tố của chúng ta là những thằng hai ước. Vậy thằng thằng mấy đây? Thằng số 2. Thằng số mấy nữa? Rồi thằng số 5. Đây, thấy chưa? Số 7. Thấy chưa? Thấy rồi. Bạn Huyên. Lập ra thằng nào có hai ước thì thằng đó là sẽ là số nguyên tố. Thằng mấy? Đúng rồi, thằng số 7 và thằng số 11 là những thằng đó có hai ước, mà hai ước chúng ta sẽ gọi là số nguyên tố. Vậy những thằng còn lại? Thằng số 4. À. Thằng số 6. Thằng số 8. Thằng số 9. Thằng số 10. Đúng không? Và những cái thằng này con sẽ thấy một điều là gì? Nói giống như bé Lan Anh nó vừa nói đấy. Nó có 3 ước trở lên. Đúng chưa? Và những thằng mà 3 ước trở lên này, hoặc là con có thể nói là những thằng mà nhiều hơn 2 ước, tức là những thằng mà 3 ước trở lên, cô sẽ gọi nó là những thằng gì? Hợp số. Hợp số. Thằng nào có hai ước thì cô sẽ gọi là số nguyên. Số nguyên gì? Đúng rồi. Thằng nào mà nhiều hơn hai ước, tức là ba ước trở lên, cô sẽ gọi là gì? Rồi nhắc lại nghe nào bé Lan Anh. Những cái số nào có hai ước nha, hai ước nghe cô nói và sau đó tụi con nhắc lại. Thằng nào mà có hai ước, số nào mà có hai ước chúng ta gọi là số nguyên tố. Số nào mà có hai ước trở lên, nhiều hơn hai ước, chúng ta sẽ gọi là hợp số tự nhiên. Nghe cô nói lại này, các số tự nhiên, các số tự nhiên có hai ước gọi là số nguyên tố. Các số tự nhiên nhiều hơn hai ước, nhiều hơn hai ước chúng ta gọi là gì? Chúng ta gọi là gì? Hợp gì? Rồi, hợp số. À. Như vậy ở đây các số 2, 3, 5, 7, 11 chỉ có hai ước nha. Và chúng ta sẽ gọi những cái thằng này là số nguyên tố. Số nguyên tố. Rồi các số
4, 6, 8, 10 nhiều hơn 2 ước thì chúng ta sẽ gọi những thằng này là hợp hợp số. Hợp số. Rồi trình bày vô đi con. Được chưa này? Rồi câu chuyện nha. Tổng quát. À, tổng quát. Tổng quát. Đánh dấu sao? Tổng quát. Số nguyên tố. Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1. Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1 và chỉ có 2 ước là 1 và 9 nó. Hợp số là số tự nhiên lớn hơn 1 và nhiều hơn 2 ước. Số 1 và 0. 0 là số nguyên tố, cũng không là hợp số. Ý cuối cùng, các số nguyên tố nhỏ hơn 20. Lúc nãy là chúng ta chỉ xét đến số 11 thôi, còn thực tế rất rất là nhiều số nguyên tố. Và ở đây cô chỉ cung cấp một số cái số nguyên tố mà nhỏ hơn 20 mà chúng ta hay gặp. Chúng ta hay gặp nha. Số 2, 3, 7, 11, 13, 17, 19. Vậy thì ở đây con phải lưu ý cho cô một điều này. Con phải tính không em người. Nó lấy về rồi sao? Chị kêu là nó không có thì nó dùng rồi. Tôi tiếng nó đem qua lại mà. Giờ nó lấy về. Các số nguyên tố nhỏ hơn 10. Bây giờ cô nói nè, đây là các số nguyên tố nhỏ hơn 20. Thực tế à, các số tự nhiên của chúng ta có rất là nhiều số nguyên tố, nhưng mà cô chỉ xét đấy những cái thằng nào nhỏ hơn 20. Tại vì sao? Tại vì con sẽ hay gặp những thằng này nhiều nhất. Nha, nên chúng ta sẽ bàn tới những cái thằng này. Và ở đây khi con nhìn vào các số nguyên tố nhỏ hơn 20 này, con sẽ thấy là mỗi thằng này nó chỉ có 2 ước thôi. Được chưa? Là 1 và 9 bản thân nó. Ví dụ ước của 2 chỉ có 1 và 9 số 2. Ví dụ ước của 13 chỉ có số mấy? Số 1 và số mấy? 13. Chính nó. Ước của 17 là mấy? 1 và 17. Và ước của 19 cũng 2, 1 và 19. Nhưng mà trong một loạt cái số này con sẽ thấy có một đặc điểm là gì không? Con thấy gì không? Tiếng. Ôi thì rõ ràng nó là số tự nhiên rồi. Có thấy gì nữa không nhỉ? Đứa nào thấy được cái vấn đề chỗ này? À, anh Khoa. Rồi. Nó có thể chia cho hai đấy nhá. Số nguyên tố của chúng ta đều là số lẻ. Chỉ có một thằng duy nhất nha, chỉ có một thằng duy nhất là số chẵn, là thằng số 2. Còn lại thằng nào cũng sẽ là thằng số lẻ. Được chưa? Thằng số 2 sẽ là thằng số nguyên tố chẵn duy nhất và nhỏ nhất. Được chưa? Thằng số 2 sẽ là thằng số nguyên tố chẵn duy nhất và là nhỏ nhất. À, còn số nguyên tố nào cũng phải lớn hơn số 2. À, ý cuối cùng của con bổ sung vào cho cô. Số 2. Số 2 là số nguyên tố. Số nguyên tố chẵn duy nhất
gì nhá. Và nó nhá. Ghi nhắc và nhỏ nhắc. Ghi vô coi. Số 2 là số nguyên tố chẵn. Duy nhắc và nhỏ nhắc. Đây là nhiều lúc trắc nghiệm của người ta. Người ta bảo là 2, 5, 7, 11. Thì thằng nào là thằng số nguyên tố chẵn thì con phải biết nha. Hoặc là người ta hỏi là trong những số này thì số nguyên tố chẵn nhỏ nhất và duy nhất là số mấy, thì con phải biết chọn nha. Xong chưa nè? 1975 19 1930 23, số nào là số nguyên tố, số nào là hợp số? Vậy chúng ta bàn lại vấn đề về lý thuyết một xíu. Số nguyên tố là số có mấy ước? Mấy ước Hoàng nhỉ? Số nguyên tố là số có mấy ước? Đúng rồi. Vậy số ở đây, cái thằng đầu tiên này của cô, số 1975 nó sẽ có mấy ước? Thứ nhất, nó sẽ có các ước. Bao giờ 1975 này, cái ước đầu tiên của con bao giờ con cũng nhận thấy. Nhìn lên bảng, nhìn lên bảng anh Khoa. Cái 1975, cái ước đầu tiên của chúng ta bao giờ bắt gặp cũng là số mấy? Số 1. Được chưa? Thì cứ thằng nào mà chúng ta thấy là dễ nhất, chúng ta viết ra trước. Thằng 1 là ước của 1975. Thằng mấy nữa? Là chính nó luôn nha. 1975 chia hết cho 1975, vậy thì chính nó luôn. 1975 sẽ là ước của 1975. Chúng ta tìm thấy là hai ước rồi. Bây giờ chúng ta chỉ cần tìm thêm một ước nữa của cái thằng này, thì chúng ta sẽ quy ra nó sẽ là thằng hợp số. Bởi vì hợp số sẽ là từ 3 ước trở lên. Vậy ở đây con sẽ thấy là 1975 tặng cùng là mấy đây? Tặng cùng là 5. Chắc chắn một điều anh ta phải chia hết cho mấy. Vậy thằng 1975 chia hết cho 5, nên 5 sẽ là ước của thằng này. Vậy cái thằng ước thứ 3 của cái thằng này là số 5. Đúng không? Chúng ta chỉ cần tìm thêm một ước nữa. Thằng 1 là rõ ràng rồi, chính nó là rõ ràng rồi. Bây giờ chúng ta tìm thêm được thằng này thì quy lại 1975 là hợp số hay là số nguyên tố? Khuyên. Là hợp số. Con không cần tìm nhiều đâu. Con chỉ cần tìm ra được cái thằng thứ 3 thì kết luận ngay nó là hợp số. Cái số tiếp theo của chúng ta là số 19. Số 19 này có các ước là mấy? Dễ quá. Số nhỏ này, đứa nào làm cho cô số này nó sẽ có ước là mấy?